Chào các bạn đã quay lại với kênh tin tức sau việc của chúng tôi. Và sau đây là tin tức cận cảnh căn hộ hơn 200 tỷ bốn bề là kính của Trần Bảo Sơn. Trần Bảo Sơn đang sinh sống tại một căn hộ đắt đỏ, sang trọng nhất nhì thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, thông tin diễn viên Trần Bảo Sơn sở hữu căn nhà penthouse đắt giá bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh và nhận được nhiều sự quan tâm của giới doanh nhân và nghệ sĩ. Theo tin đồn này, Trần Bảo Sơn đang sở hữu căn hộ trên độ cao 108m với trị giá hơn 200 tỷ đồng. Đây không chỉ là địa điểm có thể nhìn bao quát thành phố, căn hộ của diễn viên ngôi nhà trong hẻm có vị trí thuận lợi để đi đến các trung tâm mua sắm, khu vui chơi. Liên hệ với Trần Bảo Sơn, anh xác nhận đang ở căn hộ sang trọng mà nhiều người đồn đoán. Tuy nhiên anh cho biết, tôi chọn nơi này không phải vì giá trị vật chất, đó cho tôi cảm giác tận hưởng cuộc sống bình yên ngay giữa trung tâm hoa lệ của Sài Gòn. Ngoài nơi ở tại Việt Nam, Trần Bảo Sơn còn bật mí tại New York. Tôi cũng đang sở hữu một ngôi nhà giữa trung tâm, náo nhiệt nhất. Công việc kinh doanh lấy quá nhiều thời gian trong khi tôi muốn cảm nhận từng thay đổi, từng chuyển biến của cuộc sống. Và cách tốt nhất để thực hiện điều đó là đặt bản thân hòa mình vào dòng chảy của chốn phồn hoa đô hội. Dù tức bực với cuộc sống, song lúc rảnh rỗi, Trần Bảo Sơn dành nhiều thời gian chăm sóc con gái và mời bạn bè thân thiết đến nhà ăn uống tán rượu. Hiện tại ngoài công việc kinh doanh, Trần Bảo Sơn cũng đang cân nhắc để tham gia một vài dự án phim lớn được bấm máy trong năm 2016. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.